Chiều nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức buổi tọa đàm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và ký giao ước thi đua về tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Dự buổi tọa đàm có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm, đồng chí Trần Quốc Toản nhấn mạnh thời gian qua, hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy chính quyền giải quyết những vướng mắc phát sinh từ cơ sở, đặc biệt là cho công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, hệ thống dân vận cần đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, tăng cường công tác dân vận chính quyền trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, quan tâm xây dựng phát triển các mô hình điển hình dân vận khéo, đề cao trách nhiệm, tinh thần nêu gương của tập thể, cấp ủy và người đứng đầu. Các ý kiến tham luận tại hội nghị tọa đàm đã tập trung chia sẻ làm rõ những kết quả đạt được và những khó khăn trong thực hiện công tác dân vận, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhân dân như công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, công tác hòa giải và phát triển tổ tự quản ở cơ sở, việc nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, biểu dương những ý kiến tham luận của các đại biểu. Đây là những kinh nghiệm đóng góp quý báu để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở mỗi địa phương, đơn vị. Tại hội nghị, Ban Dân vận 10 huyện, thị xã, thành phố đã ký giao ước thi đua về tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Sau cái buổi tọa đàm này, qua các ý kiến kinh nghiệm của các địa phương là một cái bài học rất là quý báu. Đối với Tân Quang cũng đang thực hiện rất là nhiều dự án. Qua đây thì chúng tôi về áp dụng tại địa phương và sẽ triển khai cho các ban ngành đoàn thể, cả hệ thống chính trị vào cuộc và thực hiện làm sao cho đã dân vận tốt rồi nhưng phải thật khéo để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã.